Tengo idea. No. Số 2 mặt 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 số 3 mặt mặt số 1 số 1 là bên kia. Cái lê để mở bắt vít để thôi. Và đây là cái gì? Lạ cái con chuột đây để sẽ sắp xếp về hôm nay đây. Nhìn thấy cái con chuột đây con tôi thẳng này cao đây cao này tôi thẳng này ai thấy một hình mặt nạ này. Hai cái ốc vít để lắp cái thang này và cần tìm cái búa để thóng lại cái đinh này, xếp các màu lại ở bên ngoài tương ứng với cái màu trong này. Sẵn rồi. Đây là xanh là cây, đây là đỏ, đây là xanh nước biển. Ok, là xanh đi. Có cái thang này, cái thang cái này ở trên này là cái cục xương cái bí ngô này chẳng này có một cái bàn tả nữa, đây là đập bốn cái bàn lá để làm ra đây. Đấy, thế là xong. Đây, nhân số là 1 cột 3. Đấy, thêm 1 cột là 3. Thì là 3 cái bọc ngoài này. Sẽ về số 1. Quay mọi người về đến số 1. 1, 1 đầu thời. Bọc ngoài là số 4. Bọc ngoài là số 3. Đây là cái cửa đó. Di chuyển cái ô ấn một con số và di chuyển cái bây giờ mình phải di chuyển cái nút này về đây. Đầu tiên nó phải cho xuống đây là 3 và chuyển 2 dòng dòng nó lên 1 cái này sang trái 3 lên trên 2 sang phải 6 xuống dưới 2 sang trái 3 xuống dưới 3 sang phải 4, xuống dưới 2, sang phải 4, lên trên 2, sang phải 3. Kích thước nó biết, thế để mở cái ốc ở đây. Được một cái mặt. Cầm ra. Của kim cương là đây cương của mấy mảnh này 5 mảnh nha để thay cái cương vào đây à, sao không cho vào được thì nó bị hết bên kim cương cáo vũ
Ok, thật là kìm thì lại cắt đi đây, cắt rồi, cắt thép lưới ở đây à, cắt lưới thép rồi. Cắt lâu thế sao không cho cắt nhanh lên nhỉ, cắt lâu rồi mất thời gian lắm. Nhanh, cắt nhanh lên nào. Xong rồi à. Ô, sao không lấy được. Ô, lấy được. Trên cái vị trò này vừa mới nhận được đây. Chéo được rồi, chéo lên, chéo được rồi, chéo xuống dưới. Kim cương này chụp đây. Cái tàu lâu đây theo đường này thì là tàu lâu quá. Thì đầu tiên thấy lại các ông này ra cái này ra đây cho sáng vô bên này. Một vàng này cho bên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kakek lah itu wakai dalam bahagia tetap kalian nah kawan tadi yang membuat pun waktu itu udah kepaman berai nhiều thứ chiều cao hỗ trợ này cái này là thấp nhất này đi cái này cái sẽ tương với các cái dây mốt này cái này là thấp nhất cái này đi cái này cũng là cái này hiện tại cứ đây đây là 6 chuyển cái thuyền này vào các thành phố và mỗi lần chỉ được mỗi cái thì được đến một lần đầu tiên là sang đây vào đây vào đây vào đây cầm mũi tên ở đây sắp xếp theo cái hình dáng đẹp trái trên phải dưới đến lúc cuối cùng là giải cứu thì là tẩu thuốc bây giờ quan trọng là sẽ biến mất cho cái nhà này. Sai ba cái này thành hình tay trên này có sư tử chim cú mèo tay vàng kim cương này đây là xong rồi